Xin chào mọi người, chào mừng mọi người trở lại với Điện thoại Thanh Điền. Bên mình bán hàng đặc biệt không cần phải đặt cọc trước, bao luôn phí ship, được tặng sạc và đặc biệt là được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha. Mọi người mua hàng thì liên hệ trực tiếp số điện thoại 0396789566, số này mình đang ghim trên góc màn hình nè. Thì số này mình có sử dụng Zalo nữa, mọi người cũng có thể nhắn tin qua Zalo cho mình. Địa chỉ của mình là 452 ấp Hòa, xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Những người nào ở gần mình cũng có thể đến trực tiếp xem và test máy luôn nha. Còn những người ở xa thì cứ gửi địa chỉ cho bên mình sẽ gửi hàng đến tận tay mọi người. Mình được kiểm tra trước khi thanh toán nè, đúng hàng đúng máy thì nhận, còn không đúng thì cứ hoàn trả cho mình, không mất gì cả. Cho nên mọi người cứ yên tâm mua hàng bên mình ha. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu. Đây là sản phẩm đầu tiên mình muốn gửi đến mọi người, một con Oppo A5s nha. Con này thì màn hình IPS LCD, kích thước của màn hình là 6.2 inch, hiển thị là HD cộng, chạy con chip Helio B35. Con này thì RAM 3 nha, RAM 3, bộ nhớ 32GB, pin của máy là 4230mAh. Phiên bản Android hiện tại là Android 8.1, máy này hỗ trợ 2 SIM 2 sóng nha. Và đây là hai suối may để cho mình sẽ đối chiếu lúc nhận hàng nè. Màn hình thì sáng đẹp, cảm ứng mượt mà, đây là cảm ứng của máy nè. Camera chính là 13MP, con này chụp hình đẹp và rõ nét nha. Đây, rất là rõ luôn nè. Ngoại hình thì vỏ sườn màu đỏ bóng, nói chung là vỏ sườn con này cũng tầm khoảng cỡ 90% nha. Thì hôm nay mình bán con máy này với giá là 900k, mã số là 950. Máy này mình được tặng sạc đầy đủ nha. Và tiếp theo sẽ là một con Vivo V15. Đây là nguyên một con máy Vin nha. Máy Vin màu đỏ đó mọi người. Con này là màu đỏ đen ha. Màn hình Vin, màn hình Vin nó có một cái đốm sáng như thế này nè. Đó, ở bên hông nó có một cái đốm sáng như thế này nha. Đây mình nhìn nghiêng thôi, nhìn thẳng là không có thấy nè. Dưới có một vài hột bụi nhỏ, nói chung là cũng không có ảnh hưởng gì nhiều ha. Thì phiên bản Android hiện tại của con máy này là Android 11 nha. RAM 6 là bộ nhớ lưu trữ là 128GB. Đây là hai dòng suối may để cho mình đối chiếu lúc nhận hàng luôn. Sử dụng pin của máy là pin 4000mAh nha. Con máy này pin rất là cầm luôn mọi người. Cam chính, cam sau của máy là 12MP. Con máy này đặc biệt là cái camera trước của máy rất là đẹp và sắc nét nha. Cam chính, camera trước của máy là lên đến 32MP. Những cái dòng mà camera thụt như thế này thì cam chính rất là đẹp ha, chủ yếu là camera trước. Màn hình thì sáng đẹp nè, để mình test cái cảm ứng luôn, cảm ứng mượt mà nha. Về phần ngoại hình thì vỏ sườn nó cũng có hơi chày hơi cũ xíu thôi, nói chung là vỏ này vỏ riêng có chày nhẹ nha, chày rất là ít mọi người. Rồi thì con máy này mình bán giá là 1,5 triệu nha, mã số là 877. Và đây là một con iPhone 7 Plus nha. Con này thì máy quốc tế không ai lao. Phiên bản của máy là con này nè. Đây, mình sẽ cho mọi người xem cái phần giới thiệu về thông tin máy nha. Phiên bản iOS hiện tại là 15.8.2 nè. Bộ nhớ lưu trữ con máy là lên đến là 128GB nha. Màn hình sáng đẹp, cảm ứng mượt mà. Thì về phần chụp hình đây, con máy này chụp hình rất là rõ nha. Máy này sử dụng camera rất là nét luôn mọi người. Pin còn 94%, vân tay nhạy nha. Vân tay máy này rất là ok luôn. Pin 94% đây. Màn hình sáng đẹp. Về phần ngoại hình thì vỏ sườn cũng nhìn cũng khá ha. Có chạy ít thôi, chạy mấy góc cấn cấn, mấy góc nhẹ như thế này. Và ở đây nó có một cái vết nứt nhẹ trong cái vỏ này nè, nhưng mà cũng không ảnh hưởng gì nha. Nó cũng không có cộm gì mấy, nhưng mà không ảnh hưởng gì nhiều. Thì con máy này hiện tại là mình bán giá 2,2 triệu, nhưng mà hôm nay mình cũng sẽ giảm giá cho mọi người luôn ha. Giảm còn 2 triệu nha. 2 triệu iPhone 7 Plus máy quốc tế bản 128GB, giá 2 triệu, mã số là 945. Và tiếp theo là một con Oppo A54. Con này thì màn hình IPS LCD nha, kích thước của màn hình là 6.5 inch, hiển thị HD cộng, chạy con chip Helio B35. Đây là cái phần giới thiệu về thông tin máy nè. Phiên bản Android hiện tại là Android 11, RAM 4, bộ nhớ lưu trữ 128GB. Máy này sử dụng pin 5000mAh nha, hỗ trợ sạc lên đến 18W, có hỗ trợ sạc nhanh luôn. Cảm ứng rất là mượt mà, màn hình sáng đẹp, không ám mố, không chạy xước gì hết. Camera chính của máy là 13MP, con này chụp hình nhìn rất là đẹp nè. Về phần ngoại hình thì vỏ sườn màu xanh bóng nha. Vỏ này nó chưa có chày xước gì hết luôn mọi người. Cái này nó bị dính keo thôi ha. Này dính bụi nè, mình chùi ra nha. Thì máy này hôm nay mình bán giá là 2 triệu, mã số 907. Máy sử dụng 3 cam sao, một đèn led, chạy nút nguồn có tích hợp vân tay luôn. Máy rất là đẹp nha. Giá bán là 2 triệu, mã số 907.
Và tiếp theo sẽ là một con Redmi Note 11. Con này thì màn hình OLED nha, màn hình sáng đẹp. Kích thước của màn hình là 6.43 inch, hiển thị Full HD cộng. Bộ nhớ lưu trữ là 128GB, chạy con chip Snap 680. RAM là RAM 6+2. Phiên bản Android hiện tại là Android 11 nha, sử dụng pin 5000mAh, hỗ trợ sạc lên đến là 33W. Máy này sạc rất là nhanh luôn ha, có sạc nhanh luôn. Đây là hai dòng số máy để cho mình đối chiếu lúc nhận hàng nè. Chụp hình rất là rõ nét nha, cam chính là 50MP, chụp hình rất là sáng luôn, sáng đẹp nè. Đó. Thì nguyên con máy thế này hôm nay anh bán giá 2 triệu, vỏ sườn cứng cáp ha, nó có nứt cái vỏ hình chữ Y như thế này nha, nhưng mà không ảnh hưởng gì nhiều. Thì bên mình bán máy cũ đã qua sử dụng rồi, cho nên là máy có những cái khuyết điểm gì mình sẽ review mình thật là kỹ những cái khuyết điểm của máy cho mọi người xem ha. Đây có nứt một đường nhẹ, cái này là móp thôi chứ không phải nứt nha. Có hỗ trợ tia hồng ngoại nữa nè, sử dụng để điều khiển các thiết bị thông minh. Rồi nguyên con máy thế này mình bán giá 2 triệu nha, mã số là 921. Và đây là một con VS Max Activa. Màn hình zin nha, màn hình zin AMOLED, kích thước của màn hình là 6.39 inch. Đây là số máy để cho mình đối chiếu lúc nhận hàng nè. Phiên bản Android hiện tại là Android 10, máy này hỗ trợ 2 SIM 2 sóng nha. Về phần màn hình là màn hình zin nha, màn hình này là màn AMOLED rất là sáng đẹp luôn. Cảm ứng mượt mà nè. Đó, cảm ứng mượt nha. Cái viền màn hình thì nó hơi bong thủy như thế này, chóc chóc như thế này nè nha. Cái này thì mình về mình dán cường lực full lên là hết mọi người, cũng không ảnh hưởng gì nha. RAM là RAM 6, bộ nhớ lưu trữ là 64GB. Đây mình sẽ cho mọi người xem cái cấu hình của máy nè. RAM 6, bộ nhớ 64GB ha, màn hình rất là đẹp luôn. Chụp hình đẹp và rõ nét nha. Con này camera chính của máy là 48MP. Đó, chụp hình rất là rõ nè. Ngoại hình thì vỏ sườn màu xanh bóng, lưng này còn đang dán keo. Con này mình tháo keo ra là rất là đẹp mọi người, đẹp như mới luôn ha. Máy này là máy nguyên zin chưa sửa chữa nha. Thì nguyên một con máy zin như thế này mình bán giá là 1.8 triệu, mã số là 882. Tiếp theo sẽ là một con Samsung A51. Đây là một con máy màn hình zin nha, màn hình zin AMOLED. Kích thước của màn hình là 6.51 inch, cái này mình mới khởi động lên cho nó chạy khởi động qua đây xíu nha. Màn hình AMOLED thì nó rất là sắc nét nha mọi người. Cảm ứng này mượt mà, đây này, mình sẽ test cảm ứng luôn nè. Đó, rất là mượt ha. Màn hình zin nha. RAM của máy là RAM 6GB, còn nhớ lưu trữ là 128GB. Sử dụng pin 4000mAh, con máy này hỗ trợ sạc 15W ha. Đuôi sạc Type-C, máy này có hỗ trợ sạc nhanh nè. Đây là hai dòng số máy để cho mình đối chiếu lúc nhận hàng. Phiên bản Android hiện tại là Android 13, hỗ trợ là 2 SIM 2 sóng nha. Camera chính của máy là 48MP, con máy này chụp hình rất là đẹp nè. Mình cấp cái lệnh cho nó ha. Đó, chụp hình rõ nét. Về phần ngoại hình thì vỏ sườn màu xanh bóng nha, rất là bóng đẹp luôn. Máy này chưa có chạy xước, cắn mớp gì hết luôn. Thì hôm nay anh bán con máy này giá là 2.8 triệu, mã số là 914. Và tiếp theo sẽ là một con Oppo A9. Đây là một phiên bản A9 2020 nha. Màn hình TFT LCD, kích thước của màn hình là 6.5 inch, hiển thị HD cộng. Đây là phần giới thiệu về thông tin máy nè. Phiên bản Android hiện tại là Android 11, RAM 8+3, bộ nhớ lưu trữ là 128GB, sử dụng pin 5000mAh. Con này thì pin rất là trâu luôn mọi người, có hỗ trợ sạc nhanh luôn nha. Đuôi sạc là đuôi sạc Type-C, cảm ứng mượt mà, màn hình sáng đẹp. Camera chính của máy là 48MP, con này chụp hình nhìn rất là rõ nét nha. Về phần ngoại hình, vỏ sườn này màu xanh bóng nè, vỏ này còn rất là mới, chưa có chạy xước, cấn mớp gì hết nha, vỏ này rất là đẹp nha. Cái khai sim hiện tại mình đang để ngoài, mình chưa có lắp vô. Thì nguyên con máy đẹp như thế này mình bán giá chỉ có 2 triệu 2 thôi, mã số là 941 nha. Và đây là một con Oppo F9, màn hình LCD, kích thước của màn hình là 6.3 inch, hiển thị Full HD cộng. RAM là RAM 4GB, bộ nhớ lưu trữ 120, xin lỗi, bộ nhớ lưu trữ là 64GB, sử dụng pin 3500mAh. Con này thì phiên bản Android hiện tại là Android 10 nha, máy hỗ trợ là 2 SIM 2 sóng. Đây là số máy của máy nè. Trên cái màn hình á thì mình nhìn thẳng thì nó mình nhìn ở cái nền trắng á, mình nhìn xéo nghiêng nghiêng đó mọi người, nghiêng nghiêng như thế này nè. Đó, mình có nhìn thấy cái màn ở dưới nó có bị quằn như thế này nha. Nhưng nhìn thẳng này không thấy, hoặc là ở chế độ màn hình màu đen là nhìn không thấy. Bên hông màn hình này nó có hơi ló sáng xíu nè, đó.
Thì ở đây là mình bán máy cũ cho nên là máy tình trạng thế nào là mình sẽ mô tả cho mọi người, mình review thật là rõ ràng cho mọi người luôn ha. Về phần ngoại hình thì vỏ sườn con này cũng có chày nhâm nhâm rồi, chày như thế này nha. Thì nguyên con máy như thế này nè, mình bán giá là chỉ có 900k thôi ha, mã số là 953 nha. Cảm ứng mượt mà, nói chung là màn có một cái quần sáng như thế nhưng mà không ảnh hưởng gì tới cảm ứng ha. Con này lên hình rất đẹp nha, không có bị thấy cái đốm quần sáng này nha, lên hình là rất là đẹp. Camera chính của máy là 16 megapixel. Thì nguyên con máy như thế này là mình bán giá chỉ có 900k thôi ha, mã số là 953. Máy này mình cũng có thể chơi game được mọi người, RAM 4 bộ nhớ 64GB là chơi game cũng tạm được rồi ha. Rồi tiếp theo sẽ là một con Oppo A93, con này là màn hình Zen AMOLED nè. Kích thước của màn hình là 6.43 inch, hiển thị Full HD cộng. Máy đang chạy con chip Helio là B95 nha. RAM là RAM 8GB, bộ nhớ lưu trữ là 128GB, RAM 8 cộng 3 nữa nè. 8 cộng 3 đây có nghĩa là 8 RAM chính nó đang sẽ chạy, nếu mà chạy hết 8 RAM chính thì nó chạy tiếp thêm 3 RAM phụ ha, cũng như coi như là được 11GB đó. Phiên bản Android hiện tại là Android 12 nha. Máy này là hỗ trợ là 2 SIM 2 sóng, sử dụng pin 4000mAh, hỗ trợ sạc là 18W đuôi sạc taxi. Máy này có sạc nhanh nè. Và đây là hai sợi dây để cho mình đối chiếu lúc nhận hàng luôn. Màn hình thì cảm ứng rất là mượt nha. Con này màn hình Zen, màn hình Zen có ám nhẹ nha mọi người, cảm rất là nhẹ luôn. Đây nè, chỗ này nó có hình dấu cộng như hình ngôi nhà rất là mờ ha. Đây là ám nhẹ. Về phần chụp hình thì cam chính của máy là 48 megapixel. Con này chụp hình nhìn rất rõ nha. Sử dụng 4 cam sao, một đèn LED và nút nguồn thì rất là nhạy nha. Đặc biệt con, nhưng mà con này có một cái khuyết điểm là cái vân tay trên màn hình nó không có sử dụng được nha mọi người. Về phần ngoại hình, vỏ sườn màu xanh bóng, vỏ này rất là bóng đẹp luôn, đẹp như mới, chưa có chày xước cấn mớp gì hết nha. Nguyên con máy thế này là mình bán giá 2 triệu, mã số là 895. Và đây là một con Realme C1, thì con này mình bán cho mọi người chữa cháy thôi. Ở đây cái kính cam nó đã bị nứt rồi, mình chưa thay nha, nhưng mà mình sẽ thay trước khi mình gửi cho mọi người ha. Màn hình của máy là màn hình IPS LCD, kích thước của màn hình là 6.2 inch, hiển thị HD cộng. Máy đang chạy con chip là Snapdragon 450, RAM 2, bộ nhớ 16GB, pin của máy là 4230mAh, pin cũng rất là ok nha. Đây là cái xối may để cho mình đối chiếu lúc nhận hàng nè. Máy này đang chạy phiên bản Android là Android 9 nha, hỗ trợ được 2 SIM 2 sóng. Màn hình sáng đẹp, cảm ứng mượt. Màn hình rất là sáng đẹp nha, cảm ứng mượt mà. Thì về phần chụp hình thì cái cam này đang bị mờ ha, nữa mình sẽ xử lý cái cam này cho mọi người luôn. Thì giá bán của máy này chỉ có 700k thôi. Máy này sử dụng được tất cả các chức năng luôn nha. Xem phim, nghe gọi, Zalo, Facebook, TikTok ngon lành. Thì hiện tại thì mình những cái máy mà đang bị cắt sóng 2G thì mình mua con máy chuyển sang con máy này sử dụng là quá ok rồi ha. Máy này hỗ trợ SIM 4G luôn nha. Rồi giá bán này chỉ có 700k thôi, mã số là 951. Và tiếp theo sẽ là một con Samsung Galaxy A02. Con này thì màn hình Zen nha. Màn hình Zen, cái lót của cái màn hình đó, nó hơi nhăn xíu nha mọi người. Nói chung là nó hơi rợn sóng nè. Đó, nó hơi rợn rợn sóng nha. Nhìn xéo xéo thấy. Còn lên màu là nhìn không thấy nha. RAM là RAM 3, bộ nhớ lưu trữ 32GB. Sử dụng pin là 5000mAh nha. Con này thì màn hình TFT LCD, kích thước là 6.5 inch. Cảm ứng rất là mượt mà nè. Đó. Về phần chụp hình thì camera chính của máy là 13 megapixel, con này chụp hình nhìn cũng rất là rõ nét nha. Hiện tại thì cái kính camera của nó bị nứt rồi, cái này thì mình cũng sẽ thay cái kính mới cho mọi người luôn ha. Vỏ sườn màu đen nhám nè, lưng nhám rất là chắc chắn. Thì giá bán là 1 triệu, mã số là 930. Tiếp theo sẽ là một con Samsung Galaxy A03s. Con này A03s nhưng mà nó được lắp sang cái bộ vỏ A02s cho nên nó bị mất chân tay nha mọi người. Màn hình của máy là màn hình TFT LCD ha. Màn hình này BLS LCD. Kích thước của màn hình là 6.5 inch, hiển thị là HD cộng. Máy chạy con chip MT6765. RAM của máy là RAM 3GB nha, bộ nhớ lưu trữ 32GB, sử dụng pin 5000mAh. Thì con này là hỗ trợ sạc của máy là, con này có hỗ trợ đuôi sạc nhanh nha mọi người, con này hỗ trợ sạc nhanh luôn nè, đuôi sạc taxi, pin 5000 rất là cầm ha. Camera chính là 13 megapixel nè, chụp hình rõ nét. Màn hình sáng đẹp, không ám ố, không chạy xước nha, cảm ứng mực mà. Về phần ngoại hình thì vỏ sườn con này là vỏ màu đen nhám, lưng chỗ này nó có
nó bị nứt một cái miếng vỏ chỗ này nè mọi người, chỗ khai sim này ha, cũng không ảnh hưởng gì nhiều nha. Thì máy con nguyên con máy như thế này mình bán giá là 1,3 triệu, mã số là 954, 3 cam sao 1 đèn led nè. Con máy này là nó không có hỗ trợ vân tay nha. Tiếp theo sẽ là một con Oppo A57. Đây là nguyên một con máy riêng luôn, màn hình riêng nha. Màn hình riêng sáng đẹp, màn hình là màn IPS LCD, kích thước của màn hình là 6.56 inch, hiển thị HD cộng. Đây là phần giới thiệu về thông tin máy nha. Chạy con chip là Helio G35, pin 5000. RAM của máy là RAM 4+4, phiên bản Android hiện tại là Android 14. Con máy này hỗ trợ sạc lên đến 33W, đuôi sạc taxi, sạc nhanh luôn nha. Chụp hình đẹp rõ nét nè. Về phần ngoại hình thì vỏ sườn màu đen, lưng này lưng nhám. Ở đây nó có mẻ một cái miếng viền như thế này nè. Đó. Và ở trên góc thì nó có nhâm nhâm nha. Nói chung là vỏ này cũng còn khá là cứng cáp. Nguyên con máy thế này mình bán giá là 2 triệu, mã số là 925. Và đây là một con Vivo Y12S. Con này thì màn hình là màn hình IPS LCD nha, kích thước của màn hình là 6.51 inch, hiển thị là HD cộng. Chạy con chip Helio B35, RAM 3, bộ nhớ 32GB. Đây là cái số email để cho mình đối chiếu lúc nhận hàng này ha. Phiên bản gọi hiện tại là Android 11, máy sử dụng pin 5000 mAh, pin rất là cầm luôn mọi người. Đuôi sạc là đuôi sạc USB, đuôi sạc nhỏ thôi nha, không có hỗ trợ sạc nhanh cho dòng máy này. Chụp hình rất là rõ nè, cảm ứng mượt mà. Cảm ứng rất là mượt luôn. Về phần ngoại hình thì vỏ sườn nó cũng có hơi chạy nhâm nhâm thôi, chạy nhâm nhâm thôi chứ cũng không có nứt bể cấn mớp gì hết nha, chỉ chạy xước nhẹ nhẹ thôi. Hai cam sao một đèn led, nút nguồn có tích hợp vân tay luôn. Thì nguyên con máy như thế này bán giá chỉ có 1 triệu thôi nè, mã số là 875. Và tiếp theo sẽ là một con Oppo A1K. Con này thì màn hình IPS LCD nha, kích thước của màn hình là 6.1 inch, hiển thị HD cộng, thì màn sáng đẹp nè. Con này mình bán cho mọi người để mình sử dụng chữa cháy nha. Nói chung là máy mình sử dụng được tất cả các chức năng cơ bản luôn, xem phim, nghe, gọi Zalo, Facebook đồ bình thường hết ha. Phiên bản Android hiện tại là Android 9, RAM 2 nè, bộ nhớ 32, pin là 4000 mAh. Về phần chụp hình thì cam của máy chỉ có 8 megapixel, nhưng mà chụp hình nhìn cũng khá là rõ nét nha. Đây, 8 megapixel thôi. Ngoại hình thì vỏ sườn màu đen, đen lưng này có hơi chạy xước lông mèo rất là nhẹ nha, lưng này còn khá là đẹp nè. Thì nguyên con máy như thế này mình bán giá là 800k, mã số là 904. Tiếp theo sẽ là một con iPhone 8 Plus nha, máy quốc tế không ai lao. Màn hình riêng có một cái đốm sáng nhỏ xíu ngay cái tay mình chỉ chỗ này nha. Màn hình sáng đẹp, không ám mố, không chạy xước gì hết. Hiện tại cái iLoud này, iLoud chính chủ của mình nha, khi mình bán mình sẽ đăng xuất ra. Phiên bản iOS hiện tại là 16.1.1, bộ nhớ lưu trữ là 64GB. Con này pin mình mới thay cho nên dung lượng pin còn 100% nha. Chân tay rất là nhạy luôn. Về phần chụp hình thì cam chính rất là rõ nét nè. Cam chính X1, X2 chụp hình rất là đẹp luôn ha. Ngoại hình thì vỏ sườn màu đen bóng, rất là bóng đẹp. Vỏ sườn con máy đẹp từ 95-97% nha, chưa có chạy xước gì hết luôn. Thì nguyên con máy thế này là mình bán giá 3,3 triệu nha, mã số là 837. Và tiếp theo sẽ là một con Redmi Note 10 5G. Màn hình IPS LCD nha, kích thước của màn hình là 6.5 inch, hiển thị Full HD cộng. Bộ nhớ lưu trữ 128GB, RAM của máy là RAM 8GB, phiên bản Android hiện tại là Android 11 nha. Máy này sử dụng pin 5000 mAh, hỗ trợ sạc lên đến là 18W, đuôi sạc taxi, máy này có hỗ trợ sạc nhanh luôn nè. Đây là cái số email để cho mình đối chiếu lúc nhận hàng. Đó. Màn hình sáng đẹp, cảm ứng mượt mà nha. Con này thì màn hình đục lỗ, chỗ camera này đục lỗ nè, màn nhìn rất là đẹp. Về phần ngoại hình thì vỏ sườn con này màu xám bóng nha, lưng chưa có chạy xước gì hết luôn. 3 cam sao 1 đèn led, nút nguồn có tích hợp vân tay luôn nè. Thì nguyên con máy như thế này là mình bán giá có 2,2 triệu, mã số là 829. Pin trâu nha, pin trâu cấu hình rất là mạnh nè. Chạy con chip là Dimensity 700. Đó, chip Meditech nha. Và tiếp theo sẽ là một con Samsung Galaxy A22. Đây là một con máy phiên bản 4G nha. Máy nguyên riêng chưa sửa chữa, màn hình riêng Super AMOLED, kích thước của màn hình là 6.4 inch, hiển thị Full HD cộng. Đây là cái phần bộ nhớ máy nè.
RAM 6 bộ nhớ lưu trữ 128GB, sử dụng pin là 5000mAh, máy này hỗ trợ sạc 15W, đuôi sạc taxi có sạc nhanh luôn. Đây là hai dòng suối mây để mình đối chiếu lúc nhận hàng nè. Phiên bản Android hiện tại là Android 11, máy hỗ trợ là 2 SIM 2 sóng. Màn hình pin sáng đẹp, cảm ứng mượt mà. Con này là màn hình AMOLED nha. Những cái dòng màn hình AMOLED thì nó cực kỳ là nó sắc nét luôn mọi người. Cam chính của máy là 48 megapixel. Máy này sử dụng 4 cam sau, một đèn LED và nút nguồn có tích hợp vân tay luôn. Về phần ngoại hình thì vỏ sườn cũng có hơi chày nhăm nhăm nha. Cái này chày xước theo 5 tháng thôi. Thì nguyên con máy như thế này mình bán giá là 2,5 triệu, mã số là 897. Mọi người đang xem video thì nhớ bấm cho mình một like để ủng hộ mình luôn nha. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và tiếp theo sẽ là một con Redmi Note 8 nha. Màn hình IPS LCD, kích thước của màn hình là 6.3 inch, hiển thị Full HD cộng. Máy này thì sử dụng là bộ nhớ lưu trữ 32GB nha. Đây là 32GB nè. RAM là RAM 3. Phiên bản Android hiện tại là Android 10, máy hỗ trợ được 2 SIM 2 sóng. Đây là cái suối mây để cho mình đối chiếu lúc nhận hàng. Đó, suối mây của máy đây. Pin là 4000mAh, hỗ trợ sạc 18W, đuôi sạc taxi, máy này có hỗ trợ sạc nhanh luôn. Về phần chụp hình thì cam chính của máy là 48MP, con máy này chụp hình rất là rõ nét nè, 48MP nha. Pin 4000, sử dụng 4 cam sao, một đèn LED, chỗ này có hỗ trợ cái vân tay sau lưng luôn ha. Vỏ sườn này có chày xước nhăm nhăm như thế này, cũng chỉ chày thôi nha, chứ cũng không có cấn mớp hay là nứt bể gì hết. Thì nguyên con máy như thế này là mình bán giá 1 triệu, mã số là 946. Máy này có hỗ trợ tia hồng ngoại luôn nha, có thể dùng để điều khiển các thiết bị thông minh trong nhà như một cái remote đa năng luôn ha. Và tiếp theo sẽ là một con Oppo Reno 7. Đây là một con Oppo Reno 7 nha, màn hình Green AMOLED. Đây là phiên bản 4G cho nên màn của nó là màn AMOLED nha. Kích thước của màn hình là 6.43 inch, bộ nhớ lưu trữ 128GB. Pin là 4500mAh, sử dụng RAM 8+4 nha. Phiên bản Android hiện tại là Android 14. Hiện tại mọi người đang nhìn thấy nó hơi rợn sóng là do nó nhiễu cái camera chứ không phải là rợn sóng trên màn hình nha. Màn hình con máy này rất là đẹp, màn hình AMOLED. Con này nó còn sáng lắm mọi người, tại mình chưa có chỉnh độ sáng lên ha. Đây là cái suối mây để cho mình đối chiếu lúc nhận hàng nè. Đó. Chụp hình rất là đẹp nha, cam chính của máy là 64MP. Con này chụp hình rõ nét nè. Về phần ngoại hình thì vỏ sườn là màu đen lưng nhám, vỏ chưa có chạy xước gì hết nha. Ngoại hình con máy này đẹp trên 95-97% luôn. Giá bán là 3,5 triệu, mã số là 887. Và tiếp theo sẽ là một con Oppo A15s nha. Màn hình IPS LCD, kích thước của màn hình là 6.52 inch, hiển thị HD cộng, chạy một chip Helio B35. RAM 4, bộ nhớ lưu trữ 64GB, đang chạy phiên bản Android 10 nha, sử dụng pin là 4230mAh, pin máy này rất là cầm luôn. Đây là hai dòng suối mây để cho mình đối chiếu lúc nhận hàng nè. Cảm ứng rất là mượt nha, màn cảm ứng sáng đẹp, màn sáng đẹp, cảm ứng mượt mà. Về phần chụp hình thì cam chính của máy là 13MP, chụp hình nhìn rất là rõ luôn. Đó, rõ nét nha. Ngoại hình màu đen nè, vỏ màu đen bóng, rất là bóng đẹp, chưa có chày xước nha. Thì con máy này bán giá là 1,4 triệu, mã số là 940. Và đây là một con iPhone 7 Plus, máy này máy lock nha mọi người. Ở trên màn hình á, mình có vẽ một cái đường mực, chỗ này nó nứt nhẹ chỗ này chút xíu này nha. Nhưng mà này mình dán cường lực lên là ok rồi ha. Máy lock có nghĩa là mình không có sử dụng sim được mọi người. Nếu mình muốn xài sim thì mình đi ra cửa hàng mình mua một cái sim ghép nữa nha, rồi mình ghép vô mình sử dụng thì bình thường. Máy không có iCloud nha. Phiên bản iOS hiện tại là 15.7.8, bộ nhớ lưu trữ 32GB. Pin của máy là 97%, vân tay rất là nhạy nha, cảm ứng là mượt mà. Con này chụp hình cũng rất đẹp luôn. Đây mình sẽ test camera cho mọi người xem. Đó, chụp hình rõ nét nha. Ngoại hình thì vỏ sườn màu đen, nói chung là cũng có hơi chày ha, nó hơi chày, nó bị nổ nhăm nhăm như thế này. Thì nguyên con máy thế này bán giá chỉ có 1,5 triệu thôi nha, mã số là 938. Cái này mình về mình muốn sử dụng wifi thì mình cứ để cho mình sử dụng ha, còn mình muốn xài sim thì mua một cái sim ghép về mình ghép vô là sử dụng bình thường nha. Và đây là một con Redmi Note 5, đây là nguyên một con máy riêng luôn, màn hình riêng sáng đẹp nè. Redmi Note 5 nha, phiên bản Android hiện tại là Android 8.1.
RAM 3 bộ nhớ 32, pin là 4000 mAh. Con máy này pin cũng rất là cầm ha, pin mình mới thay luôn nha. Màn hình sáng đẹp, không ám mố, không chạy xước, cảm ứng thì mượt mà. Về phần chụp hình thì camera chính của máy là 12 MP, chụp hình nhìn cũng rất là rõ nét nè. Ngoại hình thì vỏ sườn màu vàng, vàng là vàng gold nha. Vỏ nó cũng còn khá là đẹp nha mọi người, chỉ cấn nhẹ chỗ này chút xíu thôi. Thì nguyên con máy thế này bán giá là chỉ có 800k thôi, mã số là 852. Máy rất là ok ha, máy nguyên pin, pin mới thay, chỉ có 800k thôi nha. Và đây là một con Oppo A5, đây là phiên bản A5 2020 nha. Màn hình TFT LCD, kích thước của màn hình là 6.5 inch, hiển thị là HD cộng, máy chạy con chip Snap 665. Phiên bản coi hiện tại là Android 10, RAM 3, bộ nhớ lưu trữ là 64GB, pin 5000 mAh nha. Con máy này có hỗ trợ sạc nhanh luôn. Và đây là cái dòng số may để cho mình đối chiếu lúc nhận hàng nè. Đó, số may của máy đây. Màn hình sáng đẹp, không ám mố, không chạy xước nha, cảm ứng thì mượt mà. Về phần chụp hình thì camera chính của máy là 12 MP, con này chụp hình nhìn cũng rất là rõ nét nha. Đây, đó. Vỏ sườn thì màu xanh ngọc, lưng cũng có hơi chạy nhâm nhâm thôi mọi người, cũng chạy nhâm nhâm, chạy nhẹ thôi ha. Thì nguyên con máy thế này bán giá 1,5 triệu nha, mã số là 942. Và tiếp theo sẽ là một con Oppo A50s, con này là máy nguyên zin luôn, màn hình zin, nó có hơi xước lông mèo như thế này nha, xước kính thôi. Màn hình zin sáng đẹp, không ám mố, không chạy xước nha, cảm ứng thì mượt mà nè. RAM của máy là RAM 4, bộ nhớ lưu trữ là 64GB, pin 4000 mAh. Con máy này hỗ trợ sạc là 15W nha, để mình cho mọi người xem cái phần thông tin bộ nhớ máy nè. RAM 4, bộ nhớ 64GB, sạc 15W, đuôi sạc taxi, có sạc nhanh nha. Camera chính là 48 MP, con này chụp hình nhìn cũng đẹp và rõ nét nè. Về phần ngoại hình thì vỏ sườn màu xanh bóng, lưng còn đang dán keo nha, lưng con máy này có dán keo. Cái sườn thì cũng có chạy nhâm nhâm, chóc sơn thôi mọi người, đây chóc sơn như thế này nha. Thì nguyên con máy như này là máy zin, chưa sửa chữa gì cả, mình bán giá là 1,8 triệu, mã số là 920. Và đây là một con Redmi Note 10S nha. Màn hình OLED, kích thước của màn hình là 6.43 inch, hiển thị Full HD cộng. RAM của máy là RAM 8+4 nha, 8+3. Phiên bản coi hiện tại là Android 13 nè, bộ nhớ lưu trữ 128GB, máy chạy con chip là Helio G95, pin 5000 mAh, hỗ trợ sạc lên đến 33W, đuôi sạc taxi, máy này có hỗ trợ sạc nhanh nha, sạc cực kỳ nhanh luôn. Đó, đây là số may để cho mình đối chiếu lúc nhận hàng nè, chụp hình rất là đẹp nha, chụp hình rất là sắc nét. Cam chính của máy là 64 MP. Về phần ngoại hình, vỏ sườn màu trắng bóng, lưng này còn đang dán keo, lưng này mình lột ra là mình cam kết đẹp như mới luôn nha, lột keo ra là rất là đẹp. Máy có hỗ trợ tia hồng ngoại nữa nè. Thì nguyên con máy như thế này mình bán giá là 2,5 triệu nha, mã số là 901. Và đây là một con iPhone 6s Plus, máy quốc tế không ai lao nha, màn hình này sáng đẹp, cảm ứng mượt mà. Con này thì bộ nhớ là 64GB nha. Phiên bản là iOS là 11.1.2. Đây là phiên bản cổ rồi mọi người, nó hơi cũ rồi, mình không thích mình có thể cập nhật lên phiên bản mới nha. Số may của máy nè, màn hình zin sáng đẹp, không ám mố, cảm ứng mượt mà. Về cái phần tình trạng pin để mình cho mọi người xem cái pin của con máy này luôn nha. Hiện tại thì con máy này mình đang ở phiên iOS cổ, iOS cũ đó mọi người, nó không có báo tình trạng pin ha. Chụp hình thì sáng đẹp này, rất là rõ nét luôn. Về phần ngoại hình thì vỏ sườn con này màu vàng gold, có lỗ hơi nhâm nhâm như thế này nha. Chung là vỏ khá là cứng cáp. Thì nguyên một con máy zin như thế này mình bán giá chỉ có 1,3 triệu thôi, mã số là 955. 6S Plus nha, 6S Plus, máy quốc tế không ai lao, bản 16GB, vân tay còn rất là nhạy luôn. Đó, là chỉ mà có 1,3 triệu thôi, mã số là 955. Rồi, video của mình đến đây là hết ha. Mọi người mua hàng thì xin để lại comment bên dưới phần bình luận nha. Hoặc là gọi trực tiếp số điện thoại 0396789566, số mình đang ghim trên góc màn hình nè. Số này mình có sử dụng Zalo nữa, mọi người cũng có thể nhắn tin qua Zalo cho mình ha. Những người nào ở gần mình có thể đến trực tiếp xem nhà test máy, còn những người ở xa thì cứ gửi địa chỉ cho bên mình sẽ gửi hàng đến tận tay mọi người nha. Mình được kiểm tra trước khi thanh toán là đúng hàng đúng máy, nhận không đúng thì cứ hoàn trả cho mình, không mất gì cả, cho nên mọi người cứ yên tâm mua hàng bên mình. Và để cho mọi người yên tâm mà sử dụng các mặt hàng bên mình thì tất cả các dòng sản phẩm bên mình đều được bảo hành 3 tháng nha.
bên mình sẽ dán vào cái con tem như thế này, thì mọi người giữ được con tem này không bị rách thì mình sẽ bảo hành cho mọi người sửa chữa miễn phí tại cửa hàng nha. Trên này mình có ghi ngày tháng và năm luôn nè. Thì cái phần bảo hành đó thì mình chỉ bảo hành bên trong máy thôi, còn cái vấn đề vỏ sườn hay là cái màn hình, nhất là cái màn hình nha, mình bị chày xước, nước bể, ám mố, loạn liệt gì đó, đó là mình tự sử dụng, mình tự chịu ha, mình không có bảo hành cái màn hình nha. Vì thế cho nên mọi người nhớ là kiểm tra thật là kỹ trước khi mình giao hàng đó, trước khi mình thanh toán nha, kiểm tra kỹ cái màn hình nha. Có trường hợp như thế này là mọi người, mình nhận máy 2-3 ngày rồi, cái mình nói con máy cho giao máy mà màn hình bể nát hết trơn, 2-3 ngày sau lại báo mình như thế. Trường hợp mà mọi người nhận hàng mà cảm thấy màn hình bị bể là mình không có nhận, mình không có thanh toán nha, chứ không phải là mình nhận xong rồi 2-3 ngày cái mình báo lại là màn hình bể nát hay là bị sọc hay là bị liệt gì đó, là bên mình sẽ không có chịu trách nhiệm gì cái màn hình. Vì thế cho mình cũng sẽ nói trước luôn là không bảo hành cái màn hình và cái vỏ bên ngoài nha, chạy xước thì mình tự chịu. Rồi vậy nha. Mình nhớ kiểm tra thật là kỹ cái màn hình, cái màn hình nó rất là quan trọng nha mọi người. Rồi mọi người nhớ bấm cho mình một like để ủng hộ mình luôn ha, nhớ bấm vào cái chuông thông báo để nhận được thông báo sớm nhất khi mình cập nhật video mới nha. Cảm ơn mọi người đã xem hết video, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo.